Máy phát điện xăng Oshima 5kW là sản phẩm chuyên dùng để phát điện cung cấp cho hộ gia đình, các văn phòng, cửa hàng kinh doanh vừa và nhỏ với lượng tiêu thụ điện vừa phải khi mất điện. Với kích thước tương đối nhỏ gọn, máy phát điện xăng Oshima 5kW thích hợp với mục đích sử dụng máy lạnh, tủ lạnh, thấp tráng, sử dụng quạt, TV. Máy sinh ra dòng điện xoay chiều một pha 220V, tần số là 50Hz. Oshima có hai dòng máy phát điện xăng 5kW là loại có đề và không đề với chất lượng tương đương nhau, chỉ khác nhau ở cách khởi động máy. Một máy phát điện tốt phải đảm bảo được 4 yếu tố. Thứ nhất là động cơ phải mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, đáp ứng nhanh và ra ít khói. Thứ hai là dòng điện phải luôn luôn ổn định, công suất thực tế bằng với công suất thiết kế. Thứ ba là máy phải êm ái, ít ồn, không bị rung lắc khi sử dụng. Thứ tư là máy phải vận hành bền bỉ, cho độ bền và tuổi thọ cao. Máy phát điện xăng Oshima 5kW được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, có thiết kế và kiểu dáng đẹp mắt, trọng lượng khoảng 79kg, nhưng với bánh xe và tay kéo giúp cho máy có tính linh hoạt cao, dễ dàng cho việc vận chuyển và bảo quản. Sử dụng động cơ xăng 4 thì Oshima 15HP mạnh mẽ, dung tích xi lanh 420cc, tốc độ cao, vận hành vô cùng êm ái. Đặc biệt là máy phát điện xăng Oshima hoạt động với 100% công suất thực tế 5kW bằng với công suất thiết kế. Ở công suất tối đa này, máy hoạt động vẫn êm ái, động mơ không bị ì, giật cục hay lệ máy. Khói sinh ra ít và tiết kiệm được nhiên liệu. Động cơ khi nổ rất êm và đều, không có tạp âm, không bị rung lắc, không ra khói đen, chứng tỏ tỷ lệ hòa khí được canh chỉnh một cách hợp lý. Không thấy khói trắng ở lỗ xả, chứng tỏ bít tông bạc kính khích không gây hao nhớt. Máy dễ dàng giật nổ, bộ khởi động vô cùng chắc chắn. Với dòng 5kW đề còn được trang bị thêm bộ đề mạnh mẽ với độ bền cao cùng với ắc quy 14A, thiết kế mới không cần phải bảo dưỡng, giúp cho máy khởi động nhanh dễ dàng chỉ bằng một thao tác vặn chìa khóa. Bình nhiên liệu dày, dung tích 25 lít, giúp cho máy có thể chạy liên tục nhiều giờ ở tải tối đa, cung ứng nguồn điện liên tục cho sản xuất. Ngoài ra, bình nhiên liệu còn có nắp lớn kính và khích được sơn tĩnh điện đẹp và bền. Ngoài động cơ hoạt động mạnh mẽ, máy phát điện xăng Oshima có độ bền vượt trội nhờ được sản xuất bởi các phụ tùng có chất lượng cao, được kiểm tra từng phụ tùng một cách kỹ càng trước khi lắp ráp nên máy hoạt động rất ổn định, ít khi phải sửa chữa. Bình xăng con công nghệ Nhật Bản giúp cho máy tiết kiệm được nhiên liệu, tiêu hao chỉ 2.6 lít trên giờ ở tải tối đa. Bộ xi lanh bít tông bạc có chất lượng cao, chống mài mòn, giúp động cơ vận hành hiệu quả và bền bỉ. Sử dụng bật đèn Fury IC mâm từ có chất lượng tốt, có thương hiệu giúp kéo dài tuổi thọ cho máy. Các bánh răng truyền động bằng thép nhiệt luyện được gia công với độ chính xác cao nên rất bền và êm ái. Xua bắp bằng thép chịu nhiệt chuyên dụng không bị cháy hoặc rỗ xua bắp khi hoạt động liên tục ở nhiệt độ cao, giúp tăng đáng kể độ bền cũng như hiệu quả làm việc của động cơ. Đầu phát 100% dây đồng, đảm bảo điện thế và công suất của máy phát. Máy có khả năng tự động điều chỉnh điện áp bằng AVR, đảm bảo điện áp luôn ổn định, an toàn cho các thiết bị điện của khách hàng. Dòng điện ra gồm hai đường AC 220V và một đường DC 12V. Ổ cắm AC 3 chấu công nghiệp chống rớt khi hoạt động. Các dây điện được bọc thêm một lớp ống chịu nhiệt để giảm thiểu rủi ro chập điện. Máy có cảm biến nhớt để bảo vệ động cơ không bị hư hỏng do thiếu nhớt hoặc nhớt dơ. Bên cạnh đó, máy còn được trang bị cầu chì TB bảo vệ. TB sẽ ngắt điện khi máy quá công suất hoặc các sự cố xảy ra khi chạy máy phát điện, giúp bảo vệ động cơ và hạn chế tối đa việc chập cháy có thể xảy ra. Máy trang bị đồng hồ báo hiệu điện thế giúp khách hàng theo dõi hiệu điện thế đầu ra. Máy có trang bị giảm thanh lớn giúp giảm thiểu tối đa tiếng ồn có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh. Do là máy xăng nên độ ồn của máy sẽ thấp hơn rất nhiều so với máy dầu. Khung máy là ống 32mm dày được hàn chắc chắn, chịu được lực tốt không bị rung lắc khi vận hành. Dưới động cơ, đầu phát, chân máy đều có cao su kỹ thuật giảm chấn một cách hiệu quả. Máy phát điện xăng Oshima 5kW tiết kiệm nhiên liệu hơn 10% so với máy phát điện xăng cùng công suất ở trên thị trường. Không những thế, với công suất hoạt động đủ 100% nên máy phát điện xăng Oshima mạnh mẽ vượt trội so với hàng thị trường. Nhờ chất lượng phụ tùng cao nên máy cũng ít xảy ra hư hỏng, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian bảo dưỡng. Với khả năng vận hành ổn định và bền bỉ, độ ồn, độ rung thấp, cấu tạo chắc chắn, độ bền cao, hoạt động hiệu quả, tiết kiệm nhiên liệu nên hiệu quả mang lại cũng như tuổi thọ của máy phát điện Oshima là rất cao. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm tới dòng sản phẩm máy phát điện xăng Oshima 5kW có đề và không đề. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo của Oshima.